Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm camera thông minh đến từ nhà sản xuất Levodot. Nếu bạn có một văn phòng làm việc nhỏ mà thường xuyên đi ra ngoài, hay là các chị nội trợ vừa phải lo việc bếp núc, vừa phải chăm sóc con nhỏ, hoặc đơn giản hơn là mình muốn theo dõi nhà cửa từ xa, thì đây chính là một chiếc camera hỗ trợ rất là đắc lực. Rồi, bây giờ mình xin mở hộp để giới thiệu đến các bạn sản phẩm này. Đây có sách hướng dẫn, đây là một chiếc út tặng kèm, đây là cục sạc, cáp kết nối. Đây chính là chiếc camera của chúng ta. Bên trong này có kèm theo cả những cái phụ kiện chân đế hoặc là vít để mình bắt lên trên tường. Rồi, bây giờ mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc camera này. Chiếc camera này có hình dạng là hình ống trụ. Ở phía trên là phần camera chính, góc rộng. Ở dưới đây thì mình thấy là có mic nè, đèn báo hiệu wifi và nguồn. Ở dưới đây cái ký hiệu wifi này chính là cái phím nhấn dùng để kết nối wifi. Bên trái là cổng micro USB, còn bên phải là khe cắm thẻ nhớ. Ở phần sau chiếc camera thì có hệ thống loa ngoài. Còn cái phần này là dùng để gắn cái chân đế vào chiếc camera. Và bây giờ mình hướng dẫn các bạn gắn luôn. Và cái app dùng để kết nối giữa điện thoại với chiếc camera này cũng mang tên là Levodot ha. Thì cái link này mình sẽ gửi bên dưới video này để cho các bạn dễ dàng tải về để sử dụng. Và mình mở cái ứng dụng này lên. Ở đây sẽ yêu cầu các bạn cần phải có một cái tài khoản để đăng nhập vào. Thì nếu các bạn chưa có tài khoản thì mình chọn sign up ở bên đây. Thì bước đăng ký cũng rất là đơn giản, chỉ cần một email và password. Rồi sau đó ok thì tài khoản của mình sẽ được khởi tạo ngay. Mình đã tạo xong cái tài khoản này rồi thì mình chỉ việc đăng nhập vào thôi. Đây mình chờ một chút xíu nha. Và đây là phần giao diện chính của ứng dụng này. Ở dưới các bạn thấy có một dấu cộng dùng để chúng ta kết nối các thiết bị vào. Thì sau khi bấm các bạn sẽ thấy có ba cái icon tương ứng với lại các thiết bị mà mình muốn kết nối. Thì ở đây mình kết nối với camera, mình sẽ chọn vào phần camera. Và ở đây có hướng dẫn luôn là nhấn 3 giây trên cái logo cái wifi camera này các bạn sẽ kết nối với điện thoại. Và đây mình sẽ nhấn ha, giữ 3 giây, các bạn để ý cái đèn wifi trên đây thiết bị. Đó. Sau khi thiết bị chuyển từ màu xanh sang màu đỏ thì chúng ta trở ra phần cài đặt để kết nối wifi với lại chiếc camera này. Đây các bạn thấy ha, tên của cái wifi camera này chính là dot 133862. Mình chọn vào và password yêu cầu là 8 số 1. Rồi kết nối mình xem ha. Đó, sau khi đã kết nối thành công giữa điện thoại với camera rồi, chúng ta trở lại cái ứng dụng Levodot. Và đây các bạn lưu ý thì cái chữ Nest ở đây đã xuất hiện. Chọn vào. Ở đây device name mình sẽ ghi vào, thí dụ như ở đây là văn phòng. Chọn vào. Rồi, ở phía dưới cái phần wifi này tên là Linksys, chính là cái tên của cái thiết bị modem wifi ở chỗ mà bạn đang kết nối với lại điện thoại. Và ở dưới là bát wifi, mình gõ vào ha. Còn ở đây mình không có nên mình để trống và những nét. Rồi mình tiếp tục chờ điện thoại sẽ kết nối với lại camera. Rồi xong, sau khi hiện chữ đo báo thành công, chúng ta chọn vào. Rồi trở ra lại giao diện chính, các bạn sẽ thấy cái tên văn phòng chính là cái tên của chiếc camera mà mình vừa thiết lập. Và ở dưới đây báo wifi online, tức có nghĩa là chiếc camera này đã được kết nối. Ở đây mình chọn và xem thử. Các bạn sẽ thấy chiếc camera đã hoạt động.
Và đây mình xin giới thiệu tiếp một vài tính năng cơ bản của ứng dụng này. Khi mà các bạn sử dụng chiếc camera thì các bạn thấy ở phía dưới sẽ có bốn cái nút bấm là phím chụp hình, tức là chụp cái màn hình camera, và kế bên là hình cái loa. Khi các bạn chọn vào thì nó sẽ bật micro từ chiếc camera đó, tức là các bạn sẽ nghe được âm thanh một chiều từ camera vào điện thoại của mình. Và kế bên nữa là cái micro, khi các bạn chọn vào thì nó sẽ bật âm thanh hai chiều, tức là mình có thể đàm thoại giữa mình ở đây và cái người đang sử dụng cái chiếc camera đó. Ở đây cuối cùng là nút full frame, khi mà các bạn chọn vào thì nó sẽ bật full màn hình lên. Rồi mình tiếp tục mình test cho các bạn xem cái chức năng mic này. Alo alo, test máy nghe rõ không? Nghe có hả? Ok good. Còn đây là một phần đặc biệt, một cái tính năng đặc biệt của chiếc camera giám sát này mình giới thiệu đến các bạn. Rotation, khi các bạn chọn vào đây các bạn sẽ thấy Motion Detection, tức có nghĩa là khả năng theo dõi, phát hiện chuyển động ở cái khu vực mà các bạn lắp đặt camera. Để sử dụng được cái tính năng này thì chúng ta không xem trực tiếp được ha, và mình cần phải thoát ra ngoài, giống như là mình đang không có theo dõi trực tiếp vậy đó. Rồi mình sẽ thử cho bạn xem. Đó, như các bạn cũng đã thấy, các bạn đã nghe thấy ha, nó sẽ báo tiếng động trên chiếc camera, và đồng thời trên điện thoại của chúng ta cũng sẽ có một cái thông báo báo về điện thoại cho chúng ta biết là có một cái sự chuyển động nào đó trong khu vực mà mình lắp camera. Rồi đây, mở ra xem các bạn sẽ thấy. Rồi đây là những hình ảnh camera phát hiện được có chuyển động, rất là hay, rất là hữu ích. Vừa rồi mình đã giới thiệu xong đến các bạn chiếc camera thông minh Level Dot. Nhìn chung thì chiếc camera này có một thiết kế gọn gàng cùng với cách sử dụng đơn giản, đặc biệt là các tính năng thông minh rất hữu ích cho việc chống trộm. Nếu các bạn quan tâm có thể truy cập vào website hnmobile.com hoặc đến trực tiếp các cửa hàng HNMobile gần nhất để trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại.